kênh YouTube Hoa Tâm Trà Vinh. Mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hoa Tâm đang ở trong một cái con đường nhỏ ăn ở bên đường D5 qua bên giáp với ganh với xã Hòa Thuận. Thì ở đây bây giờ người ta nuôi yến rất là nhiều nè, mình thấy rất là nhiều nhà yến ha. Sáng sớm thì ta đặt máy kêu nhau hết trơn. Thì ở trong chợ Trà Vinh thì người ta cũng có nuôi yến, nhưng mà bây giờ là không có được xây dựng nhà yến ở phía trong nội ô thành phố Trà Vinh nữa, phải đi ra ngoài ngoại ô như thế này nè xây nhà yến. Chiều chí ché. Ở đây thì có ruộng lúa rất là mát mắt ha. Bây giờ ở phía bên đây người ta phân lô bán nền rất là nhiều, hình thành nên một cái khu dân cư mới. Thì cái này của chủ đầu tư là nhà Đồng Xanh, cao kê Đồng Xanh. Đây người ta câu cá. Ở đây thì mình rảnh mình ra đây câu cá vẫn được ha. Lúc trước ở đây thì chỉ là ruộng thôi, nhưng mà sau này người ta thành lập thành một cái khu dân cư mới á, phân lô bán nền cho nên rất là đông. Từ khi có cái trường đại học Trà Vinh á thành lập á thì cái khu này bắt đầu phát triển. Chứ trước kia á Tâm qua đây á thì đây Đồng Xanh này nè ha, chủ đầu tư nhà ở đây ok Đồng Xanh, giờ không biết đi đâu không biết. Thì trước kia bên đây á cua cá rất là nhiều á, Hoa Tâm lúc còn nhỏ thì cũng hay qua đây bắt cua bắt cá. Ở đâu cũng đi hết ha, hái rau, hái rau dại, rau rừng rất là nhiều. Bây giờ thì cũng còn nhưng mà không có nhiều lắm ha. Bây giờ Hoa Tâm đã rẽ ra cái con đường Nguyễn Thiện Thành thuộc về khóm 4 phường 5 thành phố Trà Vinh. Con đường này thì kể từ lúc cầu Long Bình 2 xây thì cách nay khoảng 20 năm á thì con đường này mới được hình thành, chứ trước kia chỉ là một con đường đất nhỏ thôi. Từ khi xây cầu Long Bình 2 rồi xây trường đại học Trà Vinh đó thì bắt đầu mới làm lộ đây. Thì trước kia mình muốn đi xuống huyện Duyên Hải cầu ngang á thì mình đi cái đường chỗ cầu Long Bình 1 á, mình đi qua cái chợ đầu bờ mình mới quẹo trở về hướng Duyên Hải biển Ba Động được ha. Còn khoảng 20 năm trở lại đây thì xây cầu Long Bình 2 này nè, thì mình có thể đi con đường này ra tới cái ngã ba. Mình rẽ trái thì sẽ quay về cầu Long Bình 1, còn mình rẽ phải thì sẽ đi về cầu ngang Duyên Hải biển Ba Động nữa ha. Thì trước kia muốn qua cái con đường đất ở trước mặt mình đây thì sẽ qua một cái đò ngang. Rồi xây cầu thì không có sử dụng đò ngang đó nữa. Thì ở đây mình tới đây nè, nếu mà mình rẽ phải thì qua con đường D5 nè, đường D5 ở cái video trước Hoa Tâm có quay một đoạn đó. Bây giờ ở đây thì có trường cao đẳng y tế Trà Vinh nè ha, phía tay phải nè, phía tay trái là trường đại học Trà Vinh. Rồi có bệnh viện trường đại học Trà Vinh nữa, hình thành một cái khu. Thì trước kia đó là không có trường đại học Trà Vinh ha. Mình muốn đi học á, thì thầy Hoa Tâm muốn đi học đại học á, thì phải đi đại học ở Sài Gòn hoặc ở Cần Thơ. Nhưng mà lúc sau này ở đây bắt đầu có trường đại học rồi nè. Đây chỗ đông đông này là bệnh viện trường đại học Trà Vinh nè, cũng rất là đông người đến khám. Đây là cái cổng trường đại học Trà Vinh.
là trước kia ở ngay phía tay phải màn hình cô chú bác anh chị và các bạn là những cái đìa, những cái đồng ruộng và cái đìa sen, rất là nhiều sen, có sen trắng nữa. Hồi Tâm có hay qua đây hái sen là làm thuốc á, cho nên hồi Tâm nhớ ha. Nhưng mà khoảng chừng mười mấy năm về sau thì giờ người ta đã lắp rồi nè. Vị trí này là cái ao sen nè ha. Thì bây giờ nếu mà rẽ phải thì sẽ đi về đường Kho Dầu á, nhưng mà Hoa Tâm không có rẽ phải ha, Hoa Tâm sẽ chạy thẳng lên cầu Long Bình 2. Đây là cầu Long Bình 2 nè. Giờ này mới có 7 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021 thôi, cho nên mình chưa có biết được sáng nay có bao nhiêu ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tỉnh Trà Vinh đâu ha. Mình chỉ có kết quả hôm 31 tháng 10 năm 2021 là 82 ca thôi. Thì một chút xíu nữa mới có cái tổng kết bao nhiêu ca. Thì đây mình chạy thẳng sẽ ra đường Nguyễn Đáng, mình rẽ phải thì sẽ qua đường Điện Biên Phủ. Ở đây thì có thánh thất cao đài ha, cái này là cao đài Tây Ninh nha. Còn ở bên đường Phường 6 á, ở bên đường Nguyễn Văn Trỗi á, bên cái khu khám á, thì thánh thất của Bến Tre, còn này thánh thất Tây Ninh nè, có để tờ thánh Tây Ninh nè ha. Đây đạo cao đài. Thì đây là đường Điện Biên Phủ nè ha cô chú bác anh chị và các bạn, phía tay phải là đường Điện Biên Phủ số lẻ, còn phía tay trái là số chẵn ha, 104, 106 rồi đó. Ở phía tay trái là chùa Phổ Minh nè. Cái cổng trước thì nó nhỏ thôi, nhưng mà cái cổng sau bây giờ rộng lắm. Từ khi cái đường Phú Gia được làm rộng ra, cảm sao rất là rộng. Em coi một hộp cháo thịt với hộp cháo cá đi, để tiêu hành. Ở đây là phía trước của bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đây, bên đây bên kia lộ. Con đường này thì mình chạy thẳng ra chợ Trà Vinh ha, cũng có thể gọi là một con đường chính, cho nên ra xe cộ lưu thông rất là đông đúc, và người dân ở trên con đường này thì lúc nào cũng nghe được là tiếng xe cứu thương ha, còi xe cứu thương, ambulance, thì đó là đặc trưng của con đường này, ngày nào cũng nghe tiếng xe cứu thương hú hết. Thì sau này cái bệnh viện này nè sẽ dời đi lên trên bên đường Vành Đai á, đang xây bệnh viện mới đó ha. Thì chắc là đỡ nghe tiếng xe hơn rồi đó, tiếng xe cứu thương hú. Thì bệnh viện này xây cũng 30 mấy năm rồi, giờ nó cũ rồi. Cô chú bác anh chị và các bạn xem video kênh Hoa Tâm Trà Vinh tải lên thì nhớ đăng ký kênh ha, like và chia sẻ video giúp Hoa Tâm nha, để Hoa Tâm có động lực ra thêm nhiều video mới nữa, và để bánh lá bánh bò xe bánh lá. Rồi hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở những video kế tiếp nè. Sáng nay thì cảm rồi, ăn cháo luôn.